Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 23 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Thì ngày hôm qua bên shop Vĩnh Phúc có đăng một cái clip với cái chương trình xả hàng cho 10 cây đàn guitar thùng acoustic có gắn EQ, hàng mới nguyên hộp sản xuất tại China, tức là sản xuất tại Trung Quốc ạ. Đấy, với giá là 1.400.000 được tặng kèm theo một bao da ba lớp một bộ dây phụ. Đấy, chưa tính cước phí vận chuyển nhé. Cước phí vận chuyển thì quý khách hàng là phải chịu cước phí dao động từ 100 cho đến 150.000 tùy từng vùng miền. Đó. Thì sau cái buổi chiều ngày hôm qua em đăng clip lên cho tới chiều ngày hôm nay, cứ tính là tròn một ngày đi ạ, thì đã rất là nhiều đơn hàng được lên đường, và cho tới thời điểm hiện tại chỉ còn duy nhất 3 cây thôi. Chỉ còn duy nhất 3 cây nữa dành cho 3 bác khách hàng. Đấy, từ sáng đến giờ thì có rất là nhiều bác khách hàng, có những bác là đến trực tiếp lấy đã đem đàn về rồi. Đấy, còn lại là một số bác là đặt cọc. Đấy, đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì lúc đó các bác mới qua lấy. Đấy, và một số bác là lấy đến trực tiếp và lấy đàn đem về rồi. Thì ở đây còn 4 cây nữa. 4 cây này thì ở các bác ở các vùng xa. Đấy, thì shop xin phép là lên cái clip này, quay để test một số cái sản phẩm này để lên đường về với các bác khách hàng cho các bác yên tâm các bác nhé. Đấy, em sẽ quay chi tiết đầu tiên. Cây đầu tiên là được về với bác Trần Ninh Tiên ở tỉnh Tây Ninh này. Đó, nó vẫn là cùng một mã các bác nhé. Giá chỉ có 1.400.000 thôi. Đó, nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử, thanh toán tại nhà. Đó, sản phẩm của em đây là khóa đúc đây. Toàn bộ là sơn là màu đen hết nhé quý vị nhé, màu đen. Đó, có gắn EQ ở màn hình hiển thị ở đây để mà chúng ta là màn hình là đo dây lên dây. Đó, chế độ EQ chép bát nằm ở đây hết quý vị nhé. Đó, em nhấn vào nút chỗ màn hình hiển thị này. Đó. Đó, sáng bình thường đúng không ạ? Như vậy là màn hình đang hoạt động bình thường nhé. Đấy, thấy chưa? Volume to nhỏ đây. Chúng ta điều khiển ở đây ạ. Đó. Đàn mới tinh nên là chúng ta không cần phải kiểm tra kỹ nhiều về phần hông vỏ rồi. Nó là đàn mới. Đây, đường xuất tín hiệu ra loa ở đây thì có hai cổng, là cổng 6 ly và cổng ca lông. Rất là nhiều quý vị nhé. Đấy, thì em sẽ cắt cái máy đo dây đi và em sẽ cắm tín hiệu ra loa. Đây, test thử tiếng mộc này. Ok đúng không ạ? Rồi, test thử ra một con loa nhỏ nhỏ như thế thôi nhé, không cần phải loa to đâu ạ. Phải nói là cái bộ EQ này nó xuất tín hiệu ra loa rất là hay, to, rõ nét thưa quý vị nhé. Đấy, rất là hay luôn. Đó là cây đầu tiên về với bác Trần Ninh Tiên ở tỉnh Tây Ninh. Cây tiếp theo là về với bác khách hàng bác Vân Thế Trình ở tỉnh Phú Yên quý vị nhé. Đây, cây về bác Vân Thế Trình ở tỉnh Phú Yên đấy ạ. Hàng thì thấy như nhau hết. Đấy, không có hàng lỗi, không có hàng dập vỡ nứt toác ở đây cả. Mọi thứ đều ngon lành nhé. Đấy, em nhấn vào nút này. Đó, đèn sáng nhé. Đấy, màn hình hiển thị rõ nét nhé. Các cần gạt này em sẽ để 50-50 hết, để lát nữa chúng ta điều khiển làm sao cho nó chuẩn tín hiệu. Đó. Khóa đúc này. Đó. Tất cả được tặng một bộ dây phụ hai móng gậy. Được chưa? Đó. Tiếng mộc này. Rất ok đúng không? Cắm tín hiệu ra loa. Quá hay luôn. Bộ EQ có quá là nhạy luôn quý vị nhé. Mà giá chỉ có 1.400.000, chúng ta sở hữu một cây đàn như vậy là quá là ok. Bởi vì bình thường chúng ta mua nguyên cái bộ EQ này đã rơi khoảng tầm 800 đến 1.200.000 cái bộ này rồi. Đấy, nó không hề rẻ quý vị nhé. Mà bây giờ chúng ta mua cả cái đàn có 1.400.000 thì quá là ok. Mà hôm qua em đăng lên cái 10 cây thì ngày hôm nay chỉ còn có duy nhất 3 cây cho ba bác khách hàng nào mà tối nay chốt nốt đó là hết, là ngày mai sẽ không còn nữa các bác nhé. Đấy. Được chưa? Cây này được về với chú Việt. Chú này là khách hàng quen của shop rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đấy. Đây. Khóa đúc này, ngon lành hết này. Đó. Rất là ok. Rất là ok luôn.
Quá ngon lành luôn. Đây, tín hiệu ra loa này, âm thanh cực kỳ hay luôn nhé. Quá tuyệt vời luôn. Kết nối ra loa này. Đấy. Bộ EQ này nó ra loa rất là mạnh luôn. Đó. Và cây tiếp theo là cây của chú Nguyễn Ngọc Lâm ở tỉnh Phú Thọ. Đấy, tỉnh Phú Thọ nhé. Đây. Đấy, khóa đúc này. Còn nguyên cả tấm dán đằng sau nhé. Đấy. Rất mới rất ngon luôn, bộ EQ này. Sáng màn hình này. Đó. Tất nhiên là trước khi gửi là phải test cho tất cả các chú các bác là mọi thứ nó đang hoạt động bình thường ngon lành thì mới gửi rồi, đúng không ạ? Đấy chứ không bao giờ là gửi hàng lỗi cả. Không bao giờ có chuyện gửi hàng lỗi cả. Lỗi thì bảo lỗi ngay. Đó. Sản phẩm quá ok luôn. Tín hiệu này. Quá mạnh luôn. Đó, rất là ok quý vị nhá. Cây nào đèn cũng sáng hết này. Đó, đèn lên dây này. Báo lên dây đo dây cho chúng ta nhé. Cây nào đèn cũng sáng hết nhé. Đó. Đó. Cây nào màn hình cũng ngon lành hết nhé. Đấy, chứ không phải là hàng lỗi hàng kém gì nhé. Đó. Chúng ta chỉ việc nhấn vào nút này là màn hình như đây này. Đó. Đó. Rồi. Tất cả những sản phẩm mà buổi chiều ngày hôm nay được lên đường thì đều là sản phẩm mới, hàng sản xuất tại China, với giá chỉ có 1.400.000 quý vị nhé. Đấy, được tặng kèm một bao da ba lớp và một bộ dây phụ. Đó, quá là rẻ luôn. Chỉ có 10 cây duy nhất thôi. Bác nào nhanh tay thì chúng ta được sở hữu, và sau 10 cây này thì sẽ không có hàng này nữa. Thì các bác là sẽ không có, nếu có thì giá của nó là lên đến 1.800.000, 2 triệu. Không có giá này thưa các bác nhé. Đó, em chỉ xả 10 cây thôi cho các bác ạ. Đó, đây là những bác đã nhanh tay chốt được những sản phẩm này với giá 1.400.000, chưa tính cước phí vận chuyển. Cước phí của các bác phải chịu dao động từ 100 đến 150.000. Và các bác là có quyền bóc hàng, kiểm tra hàng nhé. Khi hàng tới, nhân viên giao hàng tới thì các bác được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng thì các bác thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng là xong. Đó, bên em là bán hàng là rất là rõ ràng, không có chuyện là bán một kiểu, đăng một kiểu và bán một kiểu. Đó, cho các bác nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử. Các bác quan tâm những sản phẩm này thì liên hệ với em Ninh theo số điện thoại 0989634982. Chỉ còn 3 cây duy nhất thôi các bác nhé. Đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đến công đoạn là dán tem. Thì ở đây em sẽ dán tem và bảo hành cái chế độ EQ này cho các bác là nào sống cho các bác nhé. Thế còn về thân vỏ là các bác về, các bác tự bảo quản là không gặp mưa, không gặp nắng, cong vênh hay là va đập thì là hỏng chày chuộng thì các bác phải chịu nhé. Em chỉ bảo hành cái phần EQ thôi ạ. Phần mạch điện, dán tem bảo hành ở phần mạch điện cho các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc cho các bác và gia đình thân yêu của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào, tạm biệt.